Chào anh chị nha, tôi mới nghe một cái cuộc điện thoại xong. Tôi khá là bực bực bội các anh chị ạ. Tôi đang trên đường đi làm về về đến nhà. Mới đến cổng thôi, tôi chưa vào nhà. Tôi làm cái video này để các anh chị nghe. Các anh chị nghe xem các anh chị có giống tôi không nha. Các anh chị nghe đây này. Vâng, chào anh có việc gì anh cứ trao đổi đi ạ. Cháu có ta được gì mà trong hiện tại trong cái khoản tiếp theo là 5 triệu trả trong 36 tháng ấy. Em vay từ 20 tháng 10 vừa qua mà để sửa nhà thì sắp tới không có khả năng trả thì em muốn muốn giúp em cái đơn văn nợ được không ạ? 20 tháng 10, 20 tháng 11 trở mới đến kỳ đóng mà đúng không? Chưa đến ngày. Thì 20 tháng 11 mới đến kỳ đấy đúng không? Dạ vâng. Anh vay bao nhiêu? 50 triệu. Nhưng mà chỉ được giải ngân 25 triệu. Vay 50 triệu, giải ngân 25 triệu là anh nhận 25 triệu đúng không? Dạ vâng. Thế mỗi tháng sẽ trả cho họ là bao nhiêu? 2 triệu 7 ạ. 2 triệu 7 trong vòng bao lâu? 3 tháng. Làm gì có chuyện mà trả 2 triệu 7 trong vòng 3 6 tháng được. Vay 50 triệu trả 2 triệu 7 trong vòng 36 tháng. Thế sao anh bảo là chỉ nhận được 25 triệu? À, tại vì năm phí phí làm hồ sơ nữa. Phí làm hồ sơ ai thu? Bên kia, bên người khác. Là họ gửi cho anh 25 triệu hay là gửi đủ 50 triệu? Bên cái này giá 50 triệu nhưng mà họ chỉ đưa cho 25 triệu. Ai đưa 25 triệu? Người ta giải ngân vào tài khoản của anh là 50 triệu cơ mà. Vâng. Nhưng mà tại sao anh lại chỉ nhận 25 triệu? Là đi rút tiền mặt rồi. Rút tiền mặt 25, anh rút 50 triệu rồi anh đưa cho người khác là 25 triệu đúng không? Anh đưa cho ai? Bên làm hồ sơ. Bên làm hồ sơ là ai? Làm gì có cái chuyện mà đi 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 mà cái này họ nói với anh từ đầu luôn hả? Ý là họ nói với anh là anh vay 50 triệu phải đưa họ 25 triệu, anh cũng đồng ý hả? Tại vì đang cần gấp để sửa nhà. Cần gấp để làm gì? Sửa nhà. Sửa nhà hả? Bây giờ cái nhà của anh không sửa thì anh chết hả? Nếu cái nhà mà không sửa là mình chết đúng không? Cũng không hẳn. Không hẳn, bây giờ anh biết là anh nhận 25 triệu. Bây giờ anh trả xong là thành bao nhiêu triệu không? 100 triệu. 100 triệu hả? Tôi tính đi 2 triệu bao nhiêu? 2 triệu 7 ạ. 2 triệu 7 tự nhân lên với 36 đem ra được bao nhiêu? Nghe ra 100 triệu. À, thế vay 25 triệu trả thành 100 triệu anh cũng trả, cũng đồng ý được hả? Thì là em muốn em giúp đơn, cái đơn giãn nợ. Gian cái mà cha mày chứ gian. Mẹ nó mới đi vay được tiền người ta, chưa trả tháng nào gian gian gì. Đúng mẹ mày có phải con người không? Hả? Mày đi vay tiền như thế mà mày cũng vay à? Mày có bị sao không mày? Thần kinh mày có bị sao không mày? Mày có nghe anh nói gì không? Dạ có, em đang nghe. Là thần kinh mày có bị sao không? Em không ạ. Mà mày chưa mày 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 vay mà 25 mày vay mà 50 triệu mà mày cũng chịu chấp nhận cho cái thằng nào thằng thằng chó nào đó thằng con thằng quắp nào đó lấy 25 triệu mà mày cũng chịu được à? Hả? Mày không ý thức được cái việc gì hết à? Cái loại mày thì cho mày chết mẹ mày luôn chứ tao viết đơn làm đéo gì cho mày. Tôi tức quá các anh chị ạ. Tôi tức quá chịu không được. Đi vay 50 triệu về để sửa nhà. Anh nhìn thấy không ạ? Mà cái thằng mà tôi gọi là thằng chó luôn đi. Cái thằng mà cò quắp, cái thằng mà làm cái hồ sơ cho thằng này này. Cái thằng đó đéo phải con người. Đố mẹ mày đi 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 làm hồ sơ cho nó xong mày lấy nuốt của nó 25 triệu luôn. Mày không phải là con người. Rồi mày tao nói luôn là cái thằng mà lấy 25 triệu của cái thằng này, cái thằng đục nước béo cò ấy. Thằng đó đẻ con ra xin lỗi luôn, không có lỗ nha. Mẹ mày chứ mày làm cái gì mày cũng phải tích đức một tí. Mày đục nước béo cò lợi dụng mẹ thừa nước đục thả thả câu, mày lợi dụng lúc người ta khó khăn cần tiền, mày đi lấy của nó 25 triệu.
Nó cầm về được 25 triệu xong nó phải xả trả 100 triệu. Mày chắc vui lắm ha. Hôm nay chắc bọn mày thì mẹ đi ăn tôm Alaska này ha. Mẹ cứ kẹp nách vào thế này, kẹp cái túi này. Ta là doanh nhân ha. Mẹ doanh nhân lừa ha. Ta là doanh nhân mẹ đục nước béo có ha. Mấy cái thằng chúng mày, mấy thằng chủ nghĩa cơ hội chúng mày á, coi có ngày nha. Xin lỗi này, tôi nói với các anh chị, những ai mà đi vay tiền mà gặp cái lũ chúng nó, đè xuống đạp vào mặt nó, đái vào mặt chúng nó đi. Ô mẹ bây giờ đục nước béo cò, mày lấy tiền cò 53 triệu là được rồi. Mày lấy tiền dịch vụ hồ sơ 53 triệu là được rồi. Lấy khoảng 53 triệu thôi là ghê rồi, bây giờ mình quất nó 25 triệu. Tao không nghĩ đến chúng mày như thế nữa. Mà cái thằng kia cũng ngu quá. Cái thằng rốt nát, cái thằng bò, cái thằng ngu, cái thằng chó ngu quá. Trời ơi. Mẹ nó vay về 50 triệu mà nhận 25 triệu mà mày cũng làm tao thua mày luôn. Nhà mày rột, nhà mày nát thì mày đi mẹ kêu cái thằng ai nó về sửa đỡ cho như thế xong rồi. Hoặc là mày đi vay nóng mày làm còn đỡ hơn. Đằng này đổ má mày làm như thế thì thôi, mày tự giết mày rồi. Hai thằng này, một thằng thì ác, một thằng thì ngu. Xã hội bây giờ chịu rồi, đó. Rồi đi ra ngoài rao kêu với FE 25 triệu phải trả 100 triệu. Đâu mà xin lỗi, nhiều khi thằng FE cũng mang tội quá ha. Đó. Rồi hôm nay tôi để cái video này lên đây xong tôi ghi cái tiêu đề là vay FE 25 triệu phải trả 100 triệu. Trời. Rồi vay 50 triệu nhận 25 triệu. Xong cuối cùng là có nhiều thằng nó không vô nó coi. Nó lên nó chửi FE luôn thì cũng tội thằng FE. Thua cái thằng này. Thua cái thằng đi vay mà cũng thua cái thằng mà đi cho đi làm hồ sơ vay luôn, thua luôn. Chúng mày loạn hết xã hội rồi. Thôi, thằng nào chết thì rằng nó chết, ngu chết bớt đi. Thua. Thôi, chào anh chị, tôi mệt gò mỏi quá rồi, nha.